Lời đầu tiên, Châu Trung Giáp xin gửi lời chúc khỏe đến toàn thể quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn trong thời gian vừa qua đã quan tâm và theo dõi ủng hộ Tuka VN. Và trong video ngày hôm nay thì Tuka sẽ cập nhật cho quý anh chị và các bạn về chương trình giá, chương trình khuyến mại cũng như là những cái mức ưu đãi mới nhất của tất cả các dòng xe của Hyundai. Quý anh chị các bạn cũng đã biết rằng Hyundai hiện tại thì tất cả các dòng xe thì đang được lắp ráp trong nước, từ Grand i10, Hyundai Accent, Hyundai Kona, Hyundai Tucson hay là cao cấp như là Hyundai Santa Fe đều là những dòng xe lắp ráp trong nước. Vậy thì tất cả những dòng xe của Hyundai hiện tại thì đang được áp mức giảm 50% lệ phí trước bạ. Như vậy lợi thế của Hyundai Accent trên thị trường trong năm 2020 này là cực kỳ lớn. Và trước khi bắt đầu video thì xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ đối với Tuka VN. Dòng xe đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến quý anh chị các bạn đó là một dòng xe trong phân khúc hạng A, đó chính là chiếc Hyundai Grand i10. Và trước mắt quý anh chị các bạn đây là chiếc Hyundai Grand i10 màu trắng, đây là chiếc Grand i10 phiên bản hatchback. Cùng với đó ngay bên cạnh đây các bạn có thể nhìn thấy đó chính là chiếc Grand i10 màu đỏ, cũng là phiên bản hatchback và đây cũng là phiên bản số tự động của Grand i10. Hiện tại thì Hyundai Grand i10 đang phân phối đến tổng cộng tới tất cả đến 6 phiên bản, trong đó thì có 3 phiên bản hatchback và 3 phiên bản sedan. 3 phiên bản hatchback thì bao gồm bản số sàn bay, bản số sàn và bản số tự động đầy đủ đây. Đó là chính là hai chiếc xe bản số tự động của bản cao nhất. Và 3 phiên bản còn lại đó là phiên bản sedan hay là quý vị anh chị các bạn hay được gọi là phiên bản hai đầu. Bao gồm 3 phiên bản đó là về bản bay số sàn, bản bay đủ và cuối cùng đó là bản số tự động bản đủ. Về mức giá thì trong mình sẽ cập nhật ngay cho quý vị các bạn như sau. Với Grand i10 hatchback, với Grand i10 hatchback thì mức giá hiện tại tại thời điểm mình làm video này là thời điểm cuối tháng 7 năm 2020 thì sẽ cập nhật luôn cho quý vị các bạn về mức giá như sau. Với phiên bản hatchback, bản bay số sàn thì đang có mức giá niêm yết cho quý chị các bạn là 330 triệu đồng. Bản bay số sàn thì đang có mức giá niêm yết là 330 triệu đồng. Và hiện tại với mức giá bán của bản bay số sàn hiện tại thì đang áp dụng đợt cuối tháng này là chốt cho quý khách hàng là 324 triệu đồng. Phiên bản thứ hai đó là Grand i10 phiên bản số sàn là bản đủ thì đang có mức giá niêm yết là 370 triệu đồng. Và mức giá hiện tại mà đại lý đang bán cho quý chị các bạn là 360 triệu đồng. Phiên bản thứ ba cũng là phiên bản hatchback, đó là Grand i10 phiên bản số tự động bản cao nhất đây, với mức giá đang là 402 triệu đồng. Với mức giá em biết là 402 triệu đồng và cũng có mức giá bán cho quý chị các bạn là 402 triệu đồng. Tuy nhiên tại thời điểm này tại Hyundai An Khánh thì đang có tất cả những dòng xe Grand i10 đang có xe giao sẵn ngay cho quý khách hàng. Đó là một trong những lợi thế tại cái thời điểm này. Quý anh chị các bạn cũng đã biết là thời gian qua thì vấn đề dịch đang rất là nhiều, cho nên vấn đề chúng ta nhập linh phụ kiện bị lệch đi, những cái sự tính lệch, những cái vấn đề lắp ráp bị chậm so với kế hoạch, cho nên là loan những cái dòng xe của Hyundai hiện tại mà giao đến tay khách hàng thì thực sự thời điểm này có xe giao sẵn cho khách hàng là trong những vấn đề mà rất là tốt hiện tại tại Hyundai An Khánh của quý chị các bạn. Cập nhật tiếp theo của quý chị các bạn đó là dòng Grand i10 phiên bản sedan. Phiên bản sedan thì cũng có 3 phiên bản, bản bay số sàn đang có mức giá của quý chị các bạn, bản bay số sàn mức giá niêm yết là 350 triệu đồng. Như vậy có nghĩa là với bản bay số sàn sẽ cao hơn so với phiên bản hatchback là 20 triệu đồng là 330 triệu đồng. Với bản bay số sàn thì đang có mức giá bán cho quý chị các bạn là 344 triệu đồng. Và phiên bản thứ hai là bản Grand i10 phiên bản sedan số sàn với mức giá niêm yết là 390 triệu đồng và đang có mức giá hiện tại đang bán cho khách hàng là 383 triệu đồng. Và cuối cùng một bản bay nữa là bản Grand i10 hai đầu hatchback, Grand i10 hai đầu bản sedan thì đang có mức giá niêm yết là 415 triệu đồng và hiện tại thì đang bán cho quý khách hàng là 408 triệu đồng. Đó, như vậy là mình cũng đã cập nhật qua đến tổng cộng đến 6 phiên bản cho Grand i10. Chúng ta có đến 6 phiên bản, 3 phiên bản hatchback và 3 phiên bản sedan. Và ngoài những cái về phần khuyến mại, về phần tiền mặt như mình vừa
báo qua chúng anh chị các bạn thì hiện tại tại bên em Khánh cũng sẽ tặng cho quý khách hàng về những cái khuyến mại của quý anh chị các bạn về mặt phụ kiện, ví dụ như về mặt thảm nót sàn hay là bọc vô lăng hay là nước hoa. Nói tóm lại là để biết thêm chi tiết về những cái phần quà khuyến mại cùng với những cái chương trình khuyến mại về giá tại những thời điểm được tốt nhất thì quý anh chị các bạn chúng ta hãy liên hệ với số hotline mà mình đặt ngay bên dưới video này. Đó là dòng Grand 10. Và tiếp theo xin mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một dòng xe thuộc dòng xe hiện tại đang có được rất nhiều các gia đình Việt Nam ưa chuộng trong cái phân khúc crossover. Đó chính là chiếc Hyundai Santa Fe. Và trước mắt quý vị các bạn đây là chiếc Hyundai Santa Fe màu đỏ mất, hay còn gọi chúng ta có còn gọi là màu đỏ đun ấy. Với Santa Fe đây là phiên bản máy dầu cao cấp, phiên bản máy dầu cao cấp và cũng là phiên bản hiện tại đang có mức giá cao nhất của Hyundai Santa Fe. Với Hyundai Santa Fe thì cũng tương tự, chúng ta thì có đến tổng cộng là đến 6 phiên bản của Hyundai Santa Fe, trong đó thì có 3 phiên bản máy xăng và 3 phiên bản máy dầu. Cập nhật nhanh cho quý chị các bạn về mức giá và chương trình khuyến mại như sau. Với Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng và tiêu chuẩn thì đang có mức giá như biết là 995 triệu đồng, và hiện tại đang bán với mức giá là 981 triệu đồng. Đó là phiên bản máy xăng tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai là Hyundai Santa Fe bản máy xăng đặc biệt thì đang có mức giá như biết là 1.135 triệu đồng, và hiện tại thì đang bán với quý khách hàng với mức giá là 1.118 triệu đồng. Đó là bản máy xăng đặc biệt, và cuối cùng là bản máy xăng cũng là phiên bản máy xăng nhưng bản phiên bản cao nhất với mức giá như biết là 1.225 triệu đồng, và hiện tại thì đang thời điểm này đang bán cho khách hàng 1.162 triệu đồng. Đó là ba phiên bản máy xăng. Ngoài ba phiên bản máy xăng, chúng ta sẽ có đến ba phiên bản máy dầu. Với máy dầu giao bản tiêu chuẩn của máy dầu đang có mức giá niêm yết là 1.055 triệu đồng, và hiện tại với mức giá bán hiện tại của bản máy dầu của khách hàng là 1.040 triệu đồng. Đó, và phiên bản thứ hai đó là Hyundai Santa Fe phiên bản đặc biệt, máy dầu đặc biệt với mức giá niêm yết là 1.195 triệu đồng, và hiện tại đang bán cho khách hàng là 1.177 triệu đồng. Cuối cùng là phiên bản Santa Fe máy dầu với mức giá là 1.245 triệu đồng, mức giá niêm yết là 1.245 triệu đồng. Đó chính là bản trước mắt quý chị các bạn đây, 1.245 triệu đồng, và hiện tại đang có mức giá bán hiện tại của khách hàng là 1.221 triệu đồng. 1.221 triệu đồng là mức giá bán của Hyundai Santa Fe bản cao cấp bây giờ. Tương tự như các dòng xe khác thì hiện tại thì Santa Fe tại Hyundai Khánh cũng đang có những chương trình khuyến mại cho khách hàng về mặt phụ kiện, ví dụ như là chúng ta có thể khuyến mại về thảm sàn này, bọc vô lăng này, dàn kính này, rồi là những cái phụ kiện mà cần thiết khác, sẽ tùy vào những cái thời điểm mà khách hàng nào hợp đồng và đặt cọc thì quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với trung gian theo số hotline mà đặt ngay bên dưới video này để chúng ta cập nhật được cái mức giá tốt nhất tại thời điểm đó mà mình có thể làm cho quý chị các bạn. Đó là về Hyundai Santa Fe. Tiếp theo một dòng xe crossover tại phân khúc hạng B mà mình muốn giới thiệu cho quý khách hàng và quý các bạn đây, đó chính là chiếc Hyundai Kona. Hyundai Kona trước mắt quý chị các bạn là chiếc Hyundai Kona phiên bản màu trắng. Đây là Hyundai Kona phiên bản đặc biệt, quý chị các bạn có thể nhìn thấy màu trắng cũng là một màu rất là thông dụng của Hyundai Kona. Hiện tại Hyundai Kona đang phân phối với rất nhiều các màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu vàng cát. Tuy nhiên màu trắng là một màu mà mình nghĩ rằng rất nhiều khách hàng ưa thích với dòng crossover hạng B như này. Hyundai Kona hiện tại đang phân phối với tổng cộng 3 phiên bản với mức giá cập nhật nhanh cho quý anh chị như sau. Với Kona phiên bản tiêu chuẩn thì đang có mức giá niêm yết cho quý anh chị các bạn là 636 triệu đồng, 636 triệu đồng cho mức giá niêm yết của Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn. Và với mức giá bán của bản tiêu chuẩn hiện tại đang là 618 triệu đồng cho mức cho chiếc Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này. Tiếp theo đó là Hyundai Kona phiên bản đặc biệt với mức giá niêm yết là 699 triệu đồng. Mức giá là 699 triệu đồng mức giá niêm yết, nhưng hiện tại thì đang bán cho khách hàng với mức giá chốt tại thời điểm này là 681 triệu đồng. Đó là chiếc Hyundai Kona phiên bản đặc biệt. Và cuối cùng là Kona phiên bản Turbo 1.6 Turbo với mức giá niêm yết là 750 triệu đồng. Nhưng mà hiện tại thì đang bán cho khách hàng với mức giá là 730 triệu đồng. Kona thì cũng như các dòng xe khác thôi, cũng sẽ hiện tại tại Hyundai Khánh cũng sẽ khuyến mại cho khách hàng về những cái linh phụ kiện cần thiết nhất
cho chiếc xe của chúng ta đảm bảo rằng khi mà chúng ta vận hành xuống đường thì những cái bước phụ kiện đại lý có thể bổ sung những phụ kiện cơ bản và cần thiết nhất trong cái dòng xe Hyundai Kona này đó. Tiếp theo xin mời quý chị các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi về một dòng xe crossover nhưng mà hạng C, đó chính là chiếc Hyundai Tucson, một phân khúc crossover hạng C. Xin mời quý chị và các bạn. Hiện tại thì Hyundai Tucson đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với tổng cộng đến 4 phiên bản, trong đó thì chúng ta có 3 phiên bản máy xăng và 1 phiên bản máy dầu. Với mức giá thì mình cũng cập nhật nhanh quý chị các bạn như sau. Với Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn thì đang có mức giá niêm yết là 799 triệu đồng, bản tiêu chuẩn máy xăng thì đang có mức giá niêm yết là 799 triệu đồng và hiện tại thì đang bán được khách hàng với mức giá là 784 triệu đồng. Đó là Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai là Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt với mức giá niêm yết là 878 triệu đồng và đang bán được khách hàng với mức giá là 861 triệu đồng, cũng là phiên bản máy xăng luôn. Phiên bản thứ ba là máy xăng nhưng mà một phiên bản turbo 1.6 turbo với mức giá niêm yết là 932 triệu đồng và hiện tại đang bán với hàng 914 triệu đồng, đó là phiên bản máy xăng 1.6 turbo. Và cuối cùng đó là phiên bản Tucson, cuối cùng là phiên bản dầu đặc biệt, một phiên bản máy dầu duy nhất thì đang có mức giá nên biết là 940 triệu đồng cho Hyundai Tucson phiên bản máy dầu duy nhất và đang bán với khách hàng với mức giá là 922 triệu đồng. Đó, như vậy là chúng ta có 4 phiên bản về Hyundai Tucson, 3 phiên bản số về xăng, máy xăng và một phiên bản máy dầu, trong đó phiên bản máy dầu là phiên bản cao cấp nhất và đang bán ở khách hàng với mức giá là 922 triệu đồng. Đó là về Hyundai Tucson. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau cập nhật qua 4 phiên bản của Hyundai rồi. Tương tự như đối với Hyundai Tucson thì Hyundai Accent, một chiếc xe trong phân khúc hạng B, chúng ta cũng có đến tổng cộng đến 4 phiên bản cho Hyundai Accent. Với các phiên bản lần lượt như sau, mình sẽ cập nhật nhanh cho quý vị các bạn. Accent bản bay số sàn với mức giá niêm yết là 426 triệu đồng. Tiếp theo là Accent bản bay bản phiên bản số sàn đủ với mức giá là 472 triệu đồng. Với bản bay số sàn với mức giá là 426 triệu đồng thì đang bán cho quý anh chị các bạn với mức giá là 418 triệu đồng. Và với bản số sàn bản đủ với mức giá niêm yết là 472 triệu đồng thì đang bán cho khách hàng với mức giá là 464 triệu đồng. Phiên bản thứ ba đó là Accent phiên bản số tự động, bản thường số tự động đang có mức giá niêm yết là 501 triệu đồng và hiện tại cũng đang bán cho khách hàng với mức giá là 501 triệu đồng. Và cuối cùng đó là bản AT, bản đặc biệt cao nhất của Hyundai Tucson, đó chính là với mức giá niêm yết là 542 triệu đồng và hiện tại cũng đang bán cho khách hàng với mức giá là 542 triệu đồng. Mình cũng nói qua một chút về Hyundai Accent như sau, đó là hiện tại thì vấn đề về đặc biệt với phiên bản đặc biệt của Hyundai Accent với mức giá là 542 triệu đồng hiện tại thì đang bị khan xe đối với phiên bản đặc biệt này. Quý anh chị các bạn, chúng ta tham khảo thì chúng ta cũng chắc chắn chúng ta có thể biết rằng rất nhiều đại lý hiện nay cũng chỉ ký chờ những cái chụp khách hàng thời điểm giao hàng thì đâu đó còn tầm cuối tháng 8 đầu tháng 9. Tuy nhiên hiện tại tại Hyundai này mình sẽ có xe giao sẵn ngay cho quý khách hàng với các màu đỏ, trắng, đen là những cái màu chủ đạo của Hyundai Accent này, cùng với cả màu vàng cát, màu nâu vàng nữa. Đó là màu mà hiện tại thì đang có sẵn giao ngay tại Hyundai này. Và quý anh chị các bạn, chúng ta quan tâm thì chúng ta hãy liên hệ trực tiếp với số hotline trong trung giác ở ngay bên dưới video này, và với mức giá mình sẽ báo với khách hàng với mức giá tốt nhất để khách hàng có thể là đưa ra những quyết định sớm nhất. Nếu như chúng ta đang cân nhắc giữa các dòng xe và đang cân nhắc chốt về chiếc Hyundai Accent này. Và cuối cùng thì cho trung giác xin cảm ơn quý anh chị các bạn trong thời gian vừa qua cũng đã quan tâm và theo dõi ủng hộ đối với Toka. Quý anh chị các bạn hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để chúng ta luôn luôn cập nhật những cái thông tin về giá, về tất cả những cái thay đổi về khuyến mại mới nhất của tất cả những dòng xe được cập nhật đến từ Toka VN. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn. Xin chào.